Chào bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video chia sẻ kiến thức kinh doanh online thực chiến của Cường. Thì hôm nay ở trong video này, Cường sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể up được một cái video lên YouTube mà sử dụng ngay trên điện thoại nhưng vẫn có thể cập nhật tốt nhất, tối ưu hóa được những cái video mà mình đăng tải lên trên YouTube như ở trên máy tính. Đó. Thì muốn sử dụng được cái muốn làm được cái công việc này thì trước tiên thì chúng ta cần phải có được cái phần mềm cốc cốc ở điện thoại, tải phần mềm cốc cốc về điện thoại nha các bạn nhé. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ vào phần mềm cốc cốc. Sau khi vào phần mềm cốc cốc thì chúng ta sẽ vào phần mềm YouTube và ứng dụng YouTube, và chúng ta sẽ kích vào cái nút ba chấm ở bên góc phải màn hình và chúng ta chuyển sang trang web cho máy tính. Ok. Sau khi mà chúng ta chuyển sang trang web cho máy tính thì chúng ta sẽ vào cái hình ảnh avatar của chúng ta nhé, vào cái hình ảnh avatar của chúng ta và chúng ta vào kênh của bạn. Ok, sau khi vào kênh của bạn thì chúng ta sẽ vào gì ạ? Vào cái phần ở bên cái thanh ngang và cái hình cái camera đó có dấu cộng đó, thì chúng ta vào đấy để chúng ta tải video lên. Video thì chúng ta đã lưu sẵn ở trong bộ sưu tập ở trong tệp của chúng ta, và bằng mà mình quay hoặc là những cái video mà mình đã biên tập thì chúng ta sẽ vào, chúng ta chọn tệp. Và chúng ta sẽ chọn ở phần tệp nhé, tùy theo các bạn. Đó. Thì chúng ta sau khi vào chọn tệp này thì chúng ta sẽ chọn ở phần bộ sưu tập. Cường đang lưu những cái video và hình ảnh của Cường trong bộ sưu tập. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần gì ạ? Vào phần video. Ok. Và lúc này thì video của chúng ta đã đang được tải lên trên YouTube rồi, lên trên trang của chúng ta. Thì chúng ta sẽ vào để làm gì ạ? Vào chúng ta để chỉnh sửa về tiêu đề đúng không ạ? Rồi, tiêu đề. Ok, thì ở trong video này thì Cường sẽ hướng dẫn, sau khi tiêu đề xong thì chúng ta sẽ xuống phần mô tả đúng không ạ? Xuống mô tả xong thì chúng ta đến phần hình thu nhỏ. Và cái hình thu nhỏ này thì đã rất nhiều các bạn đang hỏi Cường cách để up cái hình thu nhỏ này lên. Đó, up cái hình thu nhỏ này lên. Thì ở đây thì chúng ta sẽ chưa tải được cái hình thu nhỏ ngay lên nhé. Thì chúng ta sẽ vào phần danh sách đi. Vào phần danh sách phát đúng không ạ? Và phần danh sách phát thì chúng ta sẽ để nó ở cái mục danh sách phát mà chúng ta mong muốn đó. Sau đó thì chúng ta sẽ, quan trọng nhất là phần đối tượng xem này, thì chúng ta sẽ kích nó vào, tích vào phần không, đây không phải nội dung dành cho trẻ em. Sau đó thì chúng ta mới có thể quay lại để tải được cái hình thu nhỏ lên nhé. Thì chúng ta lúc này chúng ta kích vào cái phần tải hình thu nhỏ, kích vào đó. Thì hình thu nhỏ của chúng ta đã lưu ở trong điện thoại đúng không ạ? Lưu ở trong điện thoại. Ok. Đó. Chúng ta đã lưu ở trong điện thoại rồi thì chúng ta sẽ kích vào đó và nó sẽ lên thôi. Và một số tối ưu khác, nhưng mà vì là cái thời lượng nó sẽ không được dài ấy, thì Cường sẽ làm nó ngắn gọn thôi. Thì sau đó thì chúng ta đã có hình thu nhỏ rồi đúng không, thì chúng ta sẽ vào phần các lựa chọn khác.
lựa chọn khác. Ở đây thì chúng ta có phần thẻ tang này. Đây là cái thẻ tang mà chúng ta cần phải sử dụng đến xem cái thẻ tang này là những cái từ khóa nào mà khách hàng là những người thường là những cái từ ngữ mà khách hàng thường xuyên tìm kiếm ở trên YouTube mà nó phù hợp với cả cái chủ đề của video của chúng ta, thì chúng ta sẽ lựa chọn để chúng ta bấm vào đây. Đó, xong rồi đến ngày quay này. Ngày quay thì chúng ta sẽ thường khi nào chúng ta update video lên thì chúng ta sẽ chọn luôn là ngày hôm đó. Đó. Đúng không ạ? Và một số nữa. Một số những cái cần đang sử dụng mạng 4G nên là nó sẽ đó. Ok rồi. Ngày quay rồi, danh mục của bình luận rồi, ok. Nó còn rất nhiều nữa, nhưng mà Cường sẽ hướng dẫn cho các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thực sự mong muốn được nhận những video hướng dẫn cụ thể nhất của Cường thì hãy comment và đăng ký kênh để khi lần sau Cường ra video ấy, thì các bạn sẽ nhận được ngay nhé, để mình có thể tối ưu hóa được cái kênh YouTube của mình. YouTube nó đang là một kênh bán hàng hết sức là hiệu quả, đúng không ạ? Bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0, YouTube là một cái kênh bán hàng rất là hiệu quả luôn. Và chúng ta sẽ bấm vào nút tiếp theo cho đến cái phần cuối cùng, đó là phần 3 này là chế độ hiển thị, thì chúng ta sẽ lưu ở vấn đề là công khai. Đó, công khai. Xong đó chúng ta chỉ cần kích vào cái chữ xuất bản. Đó. Kích vào xuất bản. Như vậy là đã ok. Chúng ta đã tải được video lên thành công. Đó, ở đây nó đã báo lên là video của bạn đã được tải lên. Hãy tiếp tục mở trình duyệt này với này cho tới khi quá trình tải lên hoàn tất. Video của bạn sẽ ở chế độ công khai khi quá trình tải lên và được kết thúc. Thì ở đây nó đang tải lên, nó đang được tải lên và nó chưa tải lên hoàn tất, vì ở đây chúng ta nhìn thấy không ạ? Chúng ta nhìn thấy ở đây nó mới tải lên được 79% và nó sẽ còn 2 phút nữa. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ đợi nó tải lên xong, nó hoàn tất thì chúng ta sẽ thoát ứng dụng. Như vậy là xong, chúng ta đã có thể hoàn toàn là có được một cái video, nó có được hình thu nhỏ luôn. Thông thường thì chúng ta tải lên bằng điện thoại thông thường ấy, chia sẻ lên YouTube thì chúng ta sẽ không làm được cái hình thu nhỏ này. Nhưng khi mà chúng ta vào cái phần ứng dụng cốc cốc trình duyệt cho máy tính thì chúng ta có thể đưa được cái hình thu nhỏ này lên nhé. Và đây cũng là một cái câu trả lời dành cho bạn Hà Phan đã comment và nhắn tin hỏi Cường, đó là nhờ Cường sẽ chỉ cho giúp cho bạn ý cách để tải cái hình timeline, cái hình thu nhỏ lên trên video của mình. Đó, ok. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này của Cường. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh. Nhớ bấm vào nút hình quả chuông để mỗi khi mà Cường ra một video mới, chia sẻ những kiến thức mới thì các bạn hoàn toàn là có thể nhận được nhé. Ok, và cũng rất mong là sự góp ý, đóng góp của tất cả các bạn khi mà các bạn theo dõi video xong thì đóng góp giúp cho Cường để Cường có thể hoàn thiện được kênh của mình ngày một tốt hơn. Nó sẽ hoàn thiện được cái có những cái video chất lượng hơn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Tôi là Chu Hùng Cường.